Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chương trình số 02 để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ. Ủy ban Nhân dân thành phố đặc biệt nhấn mạnh phải lấy phòng ngừa là chính, lấy phòng là cơ bản chiến lược lâu dài. Phòng ngừa cháy nổ phải từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy. Tuy nhiên, để triển khai các giải pháp cụ thể hoàn toàn là điều không hề đơn giản. Câu chuyện sau đây tại quận Hoàng Mai là một ví dụ. Qua rà soát phòng chống cháy nổ, Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện khoảng 200 phương tiện là xe máy, xe điện, xe đạp các loại để tồn đọng dưới hầm ở chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội đã nhiều năm nay. Dù ban quản lý tòa nhà đã nhiều lần thông báo nhưng số phương tiện này vẫn không có người đến nhận. Việc hàng trăm phương tiện bị đắp chiếu không chỉ chiếm dụng diện tích mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Hàng tháng, cư dân của tòa HH Linh Đàm sẽ phải chi trả khoảng 80.000 đồng cho một slot để xe máy dưới hầm như thế này. Tuy nhiên, việc những chiếc xe vô chủ chiếm dụng diện tích khiến người dân rất khó tìm được chỗ để vào mỗi giờ cao điểm và luôn thường trực nỗi lo về nguy cơ cháy nổ. Chúng tôi cũng mong muốn là giải quyết đi để cho cư dân có chỗ để xe nó rộng rãi hơn ạ. Một phần và phòng chống cháy nổ. Tôi nghĩ là dân cư cũng đồng tình với việc là di dời những cái xe cũ hỏng mà không vô chủ đi để còn là tăng thêm diện tích của hầm. Trong thời gian tới, nếu số phương tiện này vẫn không có người đến nhận, phường sẽ tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của quận để có phương án xử lý. Hiện Hoàng Mai là quận đông dân nhất Hà Nội với hơn 500.000 người và đang đối mặt với nhiều áp lực về cơ sở hạ tầng khi nhiều chung cư cao tầng mọc lên. Tình trạng quá tải và bất cập trong triển khai quy hoạch bãi đỗ xe khiến ô tô, xe máy đỗ tràn lan trên vỉa hè, lòng đường. Trước hết là chúng tôi đưa lên đây để giải phóng hầm đã. Thế còn hướng tiếp theo ấy thì chúng tôi sẽ để một thời gian nữa, nếu ai không nhận chúng tôi sẽ gửi ra bãi nhà nước. Khi chúng tôi để đây như này thì cũng mất thẩm mỹ, mất mỹ quan của không gian của HH. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, tình trạng xe vô chủ xảy ra tại nhiều chung cư trên địa bàn phường như Osaka Complex, khu đô thị Bắc Linh Đàm. Hiện nay chính quyền đã phối hợp với ban quản lý chung cư HH Linh Đàm để có phương án giải quyết số xe vô chủ này. Những xe nào mà có chủ thì phải có liên hệ với cái chủ để người ta có trách nhiệm, người ta lấy lại cái xe đó, người ta sử dụng. Thế còn những cái nào mà vô chủ thì đương nhiên là sẽ phải xin ý kiến để cấp trên để người ta hướng dẫn, thì phường mới có cái biện pháp xử lý triệt để được. Theo chính quyền địa phương, trong thời gian tới, nếu số phương tiện này vẫn không có người đến nhận, phường sẽ tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của quận để có phương án xử lý. Quá tải và bất cập trong triển khai quy hoạch bãi đỗ xe không chỉ riêng quận Hoàng Mai mà còn đang là vấn đề bức xúc ở các khu đô thị. Thực trạng này đang cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành. Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1 năm 2024 để thảo luận đối với 5 nội dung. Trong đó có 3 dự án luật gồm luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật công chứng sửa đổi và 2 đề nghị xây dựng luật gồm luật thi hành án dân sự sửa đổi, luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi. Đánh giá cao các bộ đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tích cực chuẩn bị trình các dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định thể chế, cơ chế, chính sách chính là nguồn lực cho sự phát triển. Do đó phải đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, có cơ chế chính sách để huy động sức mạnh tổng hợp cho phát triển, đổi mới cách làm để tạo ra nguồn lực, động lực mới, truyền cảm hứng cho toàn xã hội phát triển. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, đầu tư nguồn nhân lực, nguồn lực cho xứng tầm là đột phá chiến lược, nâng cao năng lực phản ứng chính sách, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, các ủy ban của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính không cần thiết, tiết giảm chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp, tháo gỡ mọi điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, tạo môi trường phát triển lành mạnh, tránh xin cho, điều tiết theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách trong quá trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm. Đối với một số luật vừa được ban hành như luật đất đai sửa đổi, các luật liên quan đến bất động sản, nhà ở, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan hoàn thiện xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn để sớm đưa luật vào cuộc sống, khơi thông các điểm nghẽn thúc đẩy phát triển. Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn, sáng nay đã đến thăm chúc Tết công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội,
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và trạm biến áp 110 kV công viên Thủ Lệ của Tổng công ty Điện lực Hà Nội. Chúc mừng những thành tích mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đạt được sau hơn 55 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những đóng góp của đơn vị đối với công tác thoát nước của thành phố trong bối cảnh diễn biến thời tiết bất thường, tốc độ đô thị hóa nhanh và việc đầu tư một số dự án thoát nước của thành phố còn chậm. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị công ty tiếp tục tham mưu về quy hoạch hệ thống thoát nước của thành phố, đồng thời quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kỹ thuật để ứng dụng công nghệ thông tin vào quy hoạch thoát nước. Thăm chúc Tết tập thể cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị đơn vị cần đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin vào vận chuyển xử lý rác thải, trong đó sớm áp dụng công nghệ cũng như thiết bị máy móc vào thu gom xử lý rác để giảm chi phí và tăng năng suất. Cần sớm có đánh giá toàn diện thực trạng việc thu gom xử lý rác của cả thành phố để có giải pháp tổng thể hiệu quả về lâu dài. Tại trạm biến áp 110 kV công viên Thủ Lệ, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị EVN Hà Nội chủ động các phương án không chỉ đảm bảo cung ứng điện an toàn cho người dân dịp Tết mà còn đối với các sự kiện lớn của thành phố, của trung ương diễn ra trên địa bàn. Chia sẻ với những khó khăn vất vả với các cán bộ công nhân viên EVN Hà Nội phải làm việc xuyên Tết để sẵn sàng ứng phó với các sự cố bất thường, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị đơn vị đẩy mạnh truyền thông để người dân sử dụng điện tiết kiệm an toàn. Cũng trong hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ một số đơn vị tham gia trực Tết và tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Tại Trung đoàn 916, Sư đoàn Không quân 371 và Bệnh viện Quân y 105, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương chúc mừng những thành tích các thế hệ cán bộ chiến sĩ, đội ngũ y bác sĩ công tác tại hai đơn vị đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đồng thời ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và quyết thắng đến hai đơn vị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị cấp ủy, chỉ huy hai đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án, biện pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phù hợp, hiệu quả, bảo vệ vững chắc thủ đô trong mọi tình huống. Đoàn cũng đã đến thăm tặng quà gia đình bà Khuất Thị Dần, sinh năm 1923, là vợ liệt sĩ Phạm Văn Máy; ông Hà Văn Cầu, sinh năm 1949, là thương binh nặng hạng 1/4; ông Bùi Văn Khoa, sinh năm 1974, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các gia đình đang sinh sống tại xã Cổ Đông. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, mừng Xuân Giáp Thìn, Đảng bộ thị xã Sơn Tây tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2. Dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải. Trong đợt này, Đảng bộ thị xã có một đảng viên được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 212 đảng viên được trao tặng huy hiệu từ 65 năm đến 30 năm tuổi Đảng, một đảng viên được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Việc trao huy hiệu Đảng là niềm vinh dự tự hào không chỉ của cá nhân, gia đình mỗi đảng viên mà còn là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ thị xã Sơn Tây và Đảng bộ thành phố Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc mừng và trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị các cấp ủy Đảng của thị xã Sơn Tây tiếp tục quan tâm chăm lo, thường xuyên thăm hỏi các đảng viên lão thành, lắng nghe, chia sẻ, tranh thủ những ý kiến, tâm huyết, kinh nghiệm đóng góp của các đảng viên, phát huy sức mạnh tập thể, phấn đấu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng phát triển giàu đẹp. Sáng nay, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn Hà Nội 2024 và trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023. Đến dự hội báo có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên. Hội báo Xuân là hoạt động chính trị, văn hóa, truyền thống của giới báo chí thủ đô, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội trao đổi nghiệp vụ, ghi nhận ý kiến và phản hồi của công chúng báo chí và bạn xem truyền hình. Hội báo Xuân là sự kiện mở đầu các hoạt động chính trị, văn hóa, nghề nghiệp của những người làm báo thủ đô và các cơ quan thông tấn Trung ương, bộ ngành trên địa bàn. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 94 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, chào mừng Xuân mới Giáp Thìn 2024.
Sự kiện cũng nhằm tuyên truyền và động viên, cổ vũ các cấp các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động, học tập, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Diễn ra đến chiều ngày 30 tháng 1, Hội báo Xuân Giáp Thìn có 18 gian trưng bày của 16 cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội. Công chúng báo chí thủ đô và cả nước có thể tham quan, tìm hiểu, đóng góp ý kiến về các sản phẩm báo chí đa phương tiện, tích hợp trên nền tảng số để báo chí Hà Nội thêm niềm tin, sức bật trong quá trình đổi mới, sáng tạo công nghệ và chuyển đổi số theo kịp yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra. Tại Hội báo Xuân còn diễn ra nhiều hoạt động chuyên sâu, văn hóa, trao đổi công nghệ làm báo, chấm giải, bìa báo Tết ấn tượng và bài báo hay viết về Hà Nội. Sau khi kết thúc, toàn bộ số báo Xuân, báo Tết sẽ được Hội Nhà báo thành phố gửi tặng Bộ đội Biên phòng để chuyển tới cán bộ, chiến sĩ đang học tập, làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Năm 2023, các tác phẩm dự giải báo chí Ngô Tất Tố đã tập trung phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt tuyên truyền nhiều chuyên đề, sự kiện chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội. Nhiều bài viết có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội cao. Ban tổ chức đã tiếp nhận 148 tác phẩm tham dự giải. Qua các vòng sơ khảo và trung khảo, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 43 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng. Trong đó giải đặc biệt thuộc về nhóm tác giả Hoàng Mạnh, Xuân Song, Thái Văn Trọng, Nguyễn Trung Dũng, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với phóng sự truyền hình Điện đi những đâu. Các nhóm phóng viên của Đài Hà Nội cũng giành được một giải nhì, hai giải ba và hai giải khuyến khích. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 257 về việc tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2024. Theo đó, Ủy ban Nhân dân yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2024, toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng chống dịch bệnh, triển khai quyết liệt các biện pháp để phòng các bệnh nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Sở Y tế tiếp tục theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng ngay, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng và kịp thời đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp với diễn biến dịch tễ tại địa phương. Đối với các dịch bệnh đã có vaccine phòng bệnh, triển khai công tác tiêm chủng. Thưa quý vị, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Những ngày này thì đến với làng nghề quất Tàm Xá, huyện Đông Anh, không khó để bắt gặp cảnh người tiêu dùng thương lái đến đây để mua quất cung cấp cho thị trường trong những ngày Tết. Theo người dân Tàm Xá thì đặc điểm của giống cây quất nơi đây là đầy đủ lộc non, hoa trắng, quả to, tròn, mọng, được người dân nhiều nơi săn đón. Trên mảnh vườn hơn 500 gốc quất cảnh, ông Hiếu đang tất bật giới thiệu cho khách hàng để bán nốt gần 200 gốc quất cảnh còn lại. Năm nay quất Tàm Xá được mùa, được giá, người dân đang kỳ vọng vào một thị trường quất Tết sôi động sau một năm bỏ nhiều công chăm bón. Tôi rất là mong chờ cái thời tiết mà nó đẹp như này để bọn tôi chuyển được những cây quất đất, tại vì những cây quất đất là những cây quất to mà nó trị giá nó cao hơn, có thể 5, 7 triệu, 10 triệu hoặc 15 triệu một cây. Ví dụ là như thế là những cây độc đáo nó to, còn là những cây quất nhỏ hơn thì nói chung là phải bán vào tầm sau, nó khoảng tầm từ đôi mươi Tết trở ra. Được giá hơn mọi năm so với mọi năm, nhưng mà cây thì nói chung là cây nó cũng đạt đỉnh cao, cây to đẹp và là được giá. Kỳ vọng là cây thì làm mong là cả nhà, cả riêng gia đình nhà mình và cả xã Tàm Xá là ai ai cũng bán quất là đắt hàng hết cây trên vườn và được thu nhập cao. Một mùa xuân mới đang sắp đến gần. Trong những ngày này, đến thăm vườn quất Tàm Xá cũng là một trong những thú vui của nhiều người để thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Quất là cây cảnh được rất nhiều người, nhiều gia đình lựa chọn để trưng bày trong những ngày Tết. Theo quan niệm xưa, cây quất trong nhà ngày Tết là biểu hiện của sự may mắn, sung túc. Cây quất đẹp phải là quất tứ quý, nghĩa là cây phải có lộc, có hoa, có quả xanh và quả vàng. Thực ra thì đến với cái đất quất cảnh Tàm Xá ấy, thì là cũng khẳng định được thương hiệu nhiều năm nay rồi. Lâu nay thì người dân nhiều nơi người ta trồng, nhưng mà quất Tàm Xá thì đã và mang cái thương hiệu mà người dân có kinh nghiệm, mang đến những cái thế quất đẹp, quả bóng mà giá cả nó rất chi là vừa phải. Từ khi Tàm Xá chuyển đổi mô hình trồng cây quất cảnh này thì đời sống của nhân dân là tương đối khá giả. Phát triển kinh tế thì phát triển tốt và nhu cầu việc làm đối với cả những người trồng quất cảnh cũng như là những người
lao động làm thuê thì cũng có việc làm ổn định. Thời tiết những ngày giáp Tết rét đậm, nhưng không khí ở bãi sông Hồng thuộc địa bàn xã Tàm Xá, huyện Đông Anh nóng lên từng giờ. Những chuyến xe tấp nập chở quất cảnh từ những vườn quất đi tiêu thụ khắp nơi. Tàm Xá hiện giờ đã có khoảng gần 300 hộ gia đình chuyên canh cây quất cảnh, thu nhập mỗi hộ hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Người dân ở đây gọi cây quất là cây triệu phú. Thưa quý vị, vụ xuân là vụ gieo cấy đầu tiên trong năm, nên đối với bà con nông dân thì đây là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm. Do vậy, để đảm bảo thắng lợi thì từ 0 giờ ngày 23 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tập đoàn Điện lực xả đáy liên hồ đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân 2024 khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Trong 6 ngày mở xả liên hồ đợt 1, các doanh nghiệp thủy lợi trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức vận hành hết các trạm bơm trên hệ thống các sông, và đến thời điểm này, tỷ lệ lấy nước của Hà Nội đã đạt trên 45%. Đây là trạm bơm Phù Sa, một trong những trạm bơm dã chiến chính trên hệ thống sông Đà, có nhiệm vụ bảo đảm cấp nước tưới ổn định cho khoảng 6.000 hectare đất nông nghiệp thuộc hệ thống thủy lợi Phù Sa. Đến thời điểm này, mặc dù thời gian xả nước đợt 1 của liên hồ thủy điện đã kết thúc, nhưng tranh thủ nguồn nước trạm bơm vẫn vận hành hết công suất 32 tổ máy với tổng công suất 35.200 m khối mỗi giờ để tích nước vào hệ thống phục vụ bà con đổ ải làm đất. Đối với tập quán sản xuất ở khu vực trên này thì theo cái lịch nông lịch thì thường là cấy trong phạm vi trong tháng 2, mà thường là từ mùng 5 tháng 2 cho kết thúc vào 28 tháng 2. Vì vậy là chúng tôi đã chủ động trong việc sản xuất. Hiện nay là đưa nước vào đồng ruộng, một phần tích trữ vào các cái ao hồ, kênh rồi đồng trũng để làm cái nguồn dự trữ nước. Sau khi Tết Nguyên đán thì chúng tôi sẽ tiếp tục đưa nước vào cùng với nguồn nước sẵn có, dự trữ ở trong các cái công trình để đưa lên phục vụ cho cái diện tích gieo cấy trong cái khung thời vụ tốt nhất. Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi, trong đợt 1 lấy nước, toàn thành phố trung bình mỗi ngày đã vận hành trên 200 máy bơm tưới các loại, có tổng công suất trên 390.000 m khối mỗi giờ. Đến thời điểm này, toàn thành phố đã có trên 37.500 trên tổng số 80.000 ha diện tích lúa xuân đã có nước, đạt trên 45% diện tích. Trong đó, diện tích làm đất đã đạt trên 30%. Trạm chúng tôi đã huy động coi như là phân ca phân kíp đảm bảo ứng trực 24/24, coi như vận hành theo cái lịch bơm của công ty để đảm bảo coi như tận dụng cái đợt xả nước đợt 1 của hồ Hòa Bình. Trong cái đợt đầu tiên lấy nước này thì công ty cũng đã chủ động bơm nước. Ở hiện nay thì có trạm bơm ấp Bắc và trạm bơm Thanh Điểm đang chủ động bơm nước, lấy nước từ nguồn nước sông Hồng vào để trữ nước ở trong các cái hệ thống sông ngòi ở trong nội đồng. Thế và dự kiến thì trong hai đợt xả nước từ hồ Hòa Bình thì công ty sẽ hoàn toàn đảm bảo cái diện tích được đổ nước đổ ải kịp thời trong cái khung thời vụ tốt nhất. Tại Hà Nội, thời điểm này các địa phương chưa có nhu cầu lấy nước cao, tuy nhiên đảm bảo đủ nước đổ ải làm đất cho cây trồng vụ xuân, các địa phương vẫn tranh thủ lấy nước để tích nước và dự trữ phục vụ cấy xuân. Mới đây, qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đánh giá cao công tác chủ động của Hà Nội. Qua cái kiểm tra cái thực tế công tác chuẩn bị để lấy nước tốt nhất cho phục vụ đông xuân 2023-2024, thì chúng tôi đánh giá rất cao cái công tác chuẩn bị cũng như những công việc mà Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện để làm sao đáp ứng cái mức cao nhất để lấy nước để phục vụ bà con nông dân. Vụ đông xuân năm nay tiếp tục được dự báo sẽ gặp khó khăn về nguồn nước tưới. Trước tình hình này, các đơn vị thủy lợi và địa phương cần tập trung thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo của thành phố, chủ động vận hành các công trình lấy nước tưới ven hệ thống các sông nhằm khai thác triệt để nguồn nước khi các hồ thủy điện xả nước để phục vụ sản xuất vụ xuân. Theo Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết ngày 28 tháng 1, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước cho gieo cấy vụ đông xuân 2023-2024 được 361.093 ha, đạt 73,3%. Để tận dụng tối đa nguồn nước điều tiết trong những ngày còn lại của đợt 1, Cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 11 tỉnh, thành phố và các đơn vị quản lý khai thác hệ thống thủy lợi vận hành tối đa công trình, đẩy nhanh tiến độ lấy nước cho những diện tích gieo cấy phụ thuộc nguồn nước điều tiết bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Các địa phương có diện tích đủ nước cao, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác lấy nước trong đợt 1. Trong thời gian trước đợt 2 lấy nước thì tiếp tục vận hành công trình thủy lợi để lấy nước khi điều kiện nguồn nước cho phép.
Các địa phương có tỷ lệ lấy nước cao vẫn tiếp tục lấy và tích trữ nước trong hệ thống kênh mương để dành cho giai đoạn tưới dưỡng. Tiếp theo là cụm tin vắn kinh tế xã hội phóng viên vừa tổng hợp. Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1 2024 đạt 2,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là chuyển biến rất tích cực, là chỉ dấu khởi sắc đối với hoạt động thu hút sử dụng vốn đầu tư nước ngoài. Trong số 25 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng 1, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 1,32 tỷ đô la Mỹ, chiếm 65,6% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc. Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2024 đạt trên 1,5 triệu lượt, tăng 10,3% so với tháng trước. Con số này tương đương với lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2019 là thời điểm trước dịch. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong tháng 1 với gần 420.000 lượt, chiếm 27,6%. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 trên địa bàn thành phố Hà Nội ước đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 1 là thời điểm gần Tết Nguyên đán, thành phố đã phê duyệt 32 đơn vị tham gia chương trình bình ổn giá và cung ứng các mặt hàng tại 14,5 nghìn điểm. Hà Nội những ngày cận Tết xuất hiện nhiều điểm bán hoa lan hồ điệp được truyền trực tiếp từ Đà Lạt. Nhìn chung giá hoa năm nay giảm nhẹ hơn một chút. Hoa lan hồ điệp có nhiều dòng, ở dòng mini giá rơi vào khoảng 1 đến 5 triệu một chậu. Còn với dòng trung cao cấp trở lên thì có thể rơi vào từ 7 đến 15 triệu một chậu.